là trừu tượng. Như vậy mình có một cái đoạn là trừu tượng. Trong cái trừu tượng này thầy sử dụng lại cái sinh viên lúc nãy và thầy sửa tí xíu. Sinh viên này thầy chưa biết điểm, đó. Mà chưa biết điểm thì chưa gán điểm, chưa có lấy gì gán. Chỗ này nhập thầy cũng không nhập điểm luôn rồi, nhưng mà thầy mong muốn rằng là chỗ điểm này cũng bỏ luôn vì không có. Nhưng thầy có mong muốn rằng thầy vẫn xếp loại được, thầy vẫn xuất được điểm là bao nhiêu, vì phần này sinh viên nào cũng có điểm, biết trước là như thế nhưng không biết mấy điểm, không biết điểm tính bằng cách nào. Cho nên ở chỗ này chúng ta sẽ xài đến cái từ khóa là abstract. Abstract là trừu tượng. Vậy chúng ta sẽ khai báo một cái lớp get điểm trung bình. Chúng ta khai báo một cái lớp là get điểm trung bình. Abstract public điểm trung bình. Get điểm trung bình. Mở đóng ngoặc chấm phẩy hết. Đây là một phương thức viết dạng áp chắc, tức là chỉ có khai báo tên mà không có ruột, chẳng biết đường tính làm sao mà gọi là có ruột, không biết, biết điểm vậy thôi chứ còn không biết là nó là tính kiểu gì, mà biết là điểm là nó là double. Thì chỗ này thay vì mình lấy điểm để mình xét thì mình lấy get điểm trung bình để mình xét. Get điểm trung bình. Get điểm trung bình. Để xem là bạn này giỏi hay không. Vậy chỗ này đổi lại tí xíu, điểm trung bình cho nó phù hợp. Và chỗ này mình cũng get điểm trung bình. Rồi, mình đã làm xong phần xếp loại và được không? Nhưng sinh viên lại lỗi. Nếu trong các thuộc tính hoặc phương thức mà có abstract, thường cái abstract này chúng ta đưa lên trên để cho nó dễ thấy. Thường chúng ta đưa lên trên những cái nào mà abstract thì chúng ta đưa lên trên. Nếu như trong cái lớp của các bạn mà có abstract thì bản thân cái lớp này cũng là abstract hết lỗi, được chưa? Nó quy định rằng một lớp mà có phương thức hoặc thuộc tính là trừu tượng thì lớp đó phải trừu tượng, được không? Bây giờ nếu như lớp này mà là trừu tượng thì với sinh viên sao còn lỗi gì đây ta, thì cái chỗ new này không xài được, bởi vì lớp trừu tượng chưa có new được, chưa có new kiểu này được, bởi vì nó đâu có biết đâu new. Mình giả lập một cái biến get điểm thôi mà chưa có điểm thì không new được. Cho nên lớp này hiện nay các bạn không có xài new ở trong lớp trừu tượng như thế này. Rồi, hết lỗi. Bây giờ đối với lại cái bài trừu tượng này, thầy để một cái lớp là demo trừu tượng. Theo các bạn bên này mình dùng cái lớp sinh viên mà mình mới vừa làm lúc nãy á, sinh viên
SV bằng new sinh viên. Được không? Được không? Tại sao không? Tại sao không? Sinh viên này là sinh viên mới này nè, mình đang nói trong cái bế trịch trừu tượng nè. Đây sinh viên này nè. Tại sao mà bên này new không được? Vì nó trừu tượng. Nó có một cái lớp mà đã viết rồi nhưng mà chưa hiểu. Cho nên nó không cho mình khai báo. Trừ khi bạn update ở đây nè, nó cho nè. Chú ý nha. Get điểm. Và mình viết cái get điểm ngay đây luôn. Thì nó cho. Nhưng mà thôi, mình không xài cái này. Vậy thì mình khai báo trừu tượng ra để làm gì? Để làm gì? Trong cái class, trong cái bế trịch trừu tượng này, các bạn new cho thầy một cái class là sinh viên IT. Sinh viên IT. Và trong cái sinh viên IT này, thầy sẽ làm gì? Kế thừa tử từ sinh viên. Kế thừa từ sinh viên. Và khi mình kế thừa từ sinh viên lúc nãy thì nó không lỗi, nhưng mà kế thừa từ sinh viên này thì lại lỗi. Lỗi gì? Nó bảo là có một cái lớp trừu tượng cần phải định nghĩa lại. Cái lớp nào là lớp trừu tượng? À, trong đó nó có một cái phương thức. Phương thức là get điểm trung bình. Là mình chưa biết. Cho nên đối với lại cái get điểm trung bình này, mình phải viết lại. Đó, get điểm trung bình này phải viết lại. Thì nó dùng cái từ là override. Viết lại. Cha, có rồi. Con, viết lại. Cha là abstract, con viết cụ thể. Viết lại. Vậy điểm trung bình thì sinh viên IT, giả sử chúng ta có điểm Java 1, Java 2. D Java 1, D Java 2, chấm phẩy. Và điểm trung bình nó sẽ được tính bằng list.d java 1 cộng list.d java 2 nhân 2 chia 3. Giả sử như vậy là mình có đã được điểm trung bình. Đối với lại cái phương thức lúc nãy là phương thức nhập, mình mới nhập gì? Tên nè. Vậy chỗ này mình viết cái phương thức nhập này, mình sẽ override lại phương thức nhập. Và đối với cha là đã có nhập rồi thì mình dùng super.nhập. Bên này nhập hay là nhập một? Nhập. Ok, mình đổi thành nhập đi để cho nó dễ nhìn. Nhập. Rồi. Và mình mới chỉ có nhập tên thôi. Nhập thêm điểm nữa. Nhập thêm điểm vào. Điểm Java 1. D Java 1 bằng. Như vậy bây giờ lại thiếu gì? Thiếu scan. Muốn nhập phải có scan. Muốn nhập phải có scan. Scan chấm net double. Net double. Mình có điểm Java 1.
có điểm Java 2. Java 2. Như vậy mình đã nhập thêm được điểm Java 1, điểm Java 2. Hàm xuất của mình bên này, mình xuất được gì? Xuất được tên, xuất được điểm trung bình, xuất được xếp loại. Vậy có cần viết lại xuất không? Chắc không ha. Mình chỉ cần vậy là cũng đủ rồi. Vậy đối với sinh viên IT là đủ. Sinh viên IT là đủ. Trong cái phần demo này, trong phần demo trừu tượng, sinh viên là mình không thể khai báo new được rồi. Lúc nãy mình để là sinh viên SV bằng new sinh viên. Nó không cho rồi ha. Nó không cho. Mình muốn viết sinh viên thì mình phải viết lại. Cái hàm trừu tượng nó mới cho. Vậy mình để sinh viên IT bằng sinh viên IT new sinh viên IT mở ngoặc. Ok. Bởi vì sinh viên IT không có trừu tượng. Được không? Viết lại rồi. Và lúc này sinh viên IT sinh viên IT chấm nhập sinh viên IT chấm xuất. Chạy thử nào. Nhập họ tên A, Java 1, 7, Java 2, 9, điểm trung bình 8.3. Xếp loại, giỏi. Vậy trừu tượng là trước đó mình viết cái lớp sinh viên, nhưng chưa biết điểm là gì. Nhưng biết chắc là sinh viên thì có điểm. Thì mình viết trước một cái lớp get điểm. Ứng với sinh viên IT thì Java 1, Java 2. Ứng với sinh viên kinh tế chẳng hạn thì mình lại viết điểm khác. Cách tính điểm khác. Được không? Ứng với mỗi cái sinh viên thì mình sẽ viết khác. Thì đó là liên quan đến